Chào Minh Thư, chào tất cả các bạn. Trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều dòng sản phẩm về bình giữ nhiệt. Và hôm nay thì Nhung sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm mà được nhiều người ưa chuộng nhất. Đó là dòng sản phẩm Saifra, có xuất xứ từ Thái Lan. Đây là dòng sản phẩm Saifra được trung tâm WTEC 3 kiểm định. Đó là sản phẩm an toàn. Với dòng sản phẩm này thì khả năng giữ nhiệt rất tốt trong vòng 12 tiếng. Nó có hai loại. Loại thứ nhất là loại inox 100%. Bên trong cũng được làm từ inox cao cấp. Và có chế độ rót ra rất là dễ chịu. Ta chỉ cần bấm nút này thì ta có thể rót ra một cách rất là dễ dàng. Và loại thứ hai được làm từ inox 304 kết hợp với lại nhựa mi sinh. Bên ngoài thì phủ một lớp sơn tĩnh điện và có rất là nhiều màu sắc khác nhau, phù hợp với lại nhiều lứa tuổi. Có một dòng sản phẩm này là có chốt khóa an toàn để tiện cho việc các bạn đem đi theo trong bỏ trong ba lô hay túi xách, sẽ không bị đổ nước làm ướt các vật dụng khác. Vâng, thưa chị, ngày nay thì trên thị trường có rất là nhiều sản phẩm giả, không có thể phân biệt được với sản phẩm thật. Vậy làm cách nào để chúng ta có thể phân biệt được giữa cái thật và cái giả? Vâng, thì trên thị trường hiện nay có rất là nhiều dòng sản phẩm về bình cách nhiệt, hầu như là nó giống nhau. Đây là hai chiếc bình cách nhiệt. Như các bạn đã thấy thì bình giữ nhiệt inox kém chất lượng, có nguồn gốc từ Trung Quốc, được làm từ chất liệu rẻ tiền, có chứa chất amian và một số kim loại nặng. Sau một thời gian sử dụng thì sẽ bị rỉ sét, gây độc hại khi chứa nước uống hoặc là thực phẩm. Họ sử dụng inox mỏng, nhẹ, không có giữ thăng bằng và dễ dàng ngã đổ khi mà tác động nhẹ. Có những sản phẩm thì họ cho cát vào phần đáy bình nhằm tăng trọng lực, tạo cảm giác, được làm từ inox dày chắc chắn. Nhưng khi tiếp xúc với lại nhiệt độ nóng hay lạnh thì sẽ dẫn đến ẩm độ cao, có mùi bất thường và gây hại cho sức khỏe. Còn đối với bình giữ nhiệt chất lượng tốt, phải sử dụng inox 304 cao cấp, không bị oxy hóa và không hen rỉ. Bình giữ nhiệt chất lượng được cấu tạo từ 3 lớp, kín khít, chắc chắn và cách nhiệt tốt, không tỏa nhiệt ra bên ngoài gây bỏng cho người sử dụng. Lớp bên trong thì chống rỉ sét, chống dính, tránh phát sinh ra những chất độc hại, tránh tắm bẩn khi gây ra những cái tạp mùi vị đồ uống. Lớp chân không thì cách nhiệt và lớp ngoài cùng chống rỉ sét và không biến dạng. Nắp bình được chế tạo kín khít, đóng chặt nên có roan cao su giúp đóng kín, tránh thoát nhiệt, rò rỉ hơi nước ra ngoài. Khi các bạn mua sản phẩm bình giữ nhiệt nên chọn mua những sản phẩm inox 304 của nhãn hiệu uy tín. Ở những cửa hàng mà uy tín, không nên chọn những sản phẩm mà không có tem mác hoặc xuất xứ từ Trung Quốc để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và cho gia đình. Vâng, xin cảm ơn chị Bích Nhung rất là nhiều và mình cũng hy vọng rằng là với phần tư vấn thật là rõ ràng của chị Bích Nhung vừa rồi sẽ giúp cho người tiêu dùng có thể yên tâm hơn trong việc là lựa chọn những sản phẩm thật là an toàn, thật là chất lượng đối với cuộc sống của chúng ta, quý vị nhé. Còn bây giờ Minh Thư và chị Bích Nhung xin được nói lời chào tạm biệt. Xin mời quý vị và các bạn trở lại với chương trình cùng với Sương Long và Thanh Uy. Trải qua nhiều khó khăn thăng trầm cũng chính là động lực để đội ngũ cán bộ làm công tác thể dục thể thao Lâm Đồng ra sức rèn luyện, phấn đấu, nâng cao trình độ về mọi mặt,